đủ trọ nha mọi người. Không không hỗ trợ đã rồi, bây giờ là cắt điện nha mọi người. Điện 300, 500 ngàn hả? Không có ghi, nó ghi danh sách đã xong rồi nó không có ghi nha. Đây đủ trọ nha mọi người. Vô cắt đi, vô cắt đi chú. Người ta 1-2 căn ta có, dưới đây không có, chưa không có danh sách, chưa lên phường nè. Đây nha mọi người, đủ trọ nha mọi người. Không không hỗ trợ đã rồi, bây giờ là cắt điện nha mọi người. Điện 300, 500 ngàn hả? Không có ghi, nó ghi danh sách đã xong rồi nó không có ghi nha. Đây đủ trọ nha mọi người. Vô cắt đi, vô cắt đi chú. Người ta 1-2 căn ta có, dưới đây không có, chưa không có danh sách, chưa lên phường nè. Đây nha mọi người, đủ trọ nha mọi người. Không không hỗ trợ đã rồi, bây giờ là cắt điện nha mọi người. Điện 300, 500 ngàn hả? Không có ghi, nó ghi danh sách đã xong rồi nó không có ghi nha. Đây đủ trọ nha mọi người. Vô cắt đi, vô cắt đi chú. Người ta 1-2 căn ta có, dưới đây không có, chưa không có danh sách, chưa lên phường nè.